Động thái mới nhất sau tin đồn ly hôn của vợ chồng vua cá coi. Sau khi tin đồn đường ai nấy đi được lan truyền khắp cõi mạng, vợ chồng vua cá coi Thắng Ngô vừa có động thái khiến dân tình bất ngờ. Khoảng thời gian vừa qua, chuyện tình và lễ cưới lộng lẫy của vua cá coi Thắng Ngô và nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Mới đây người ta càng hốt hoảng khi trên các diễn đàn rộ tin cả hai đã sớm đường ai nấy đi, chấm dứt chuỗi ngày ngọt ngào, tình cảm hết mực. Cụ thể sáng nay, các cư dân mạng đã khám phá ra được một chi tiết đắt giá, chính là trên trang cá nhân của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân. Tuyệt nhiên không nhìn thấy bất kỳ một tấm ảnh chụp chung nào của cả hai, dù trước đó cặp đôi thường xuyên phát đường lên mạng. Bởi thế người ta đồn rằng cả hai đã âm thầm chấm dứt sau nhiều ngày tháng chung sống. Đứng trước những thông tin tiêu cực về chuyện tình của vợ chồng mình, cả hai người lại có động thái hoàn toàn trái ngược, khiến mọi người bỗng dưng thấy kỳ lạ. Theo đó, Thắng Ngô thẳng thắn rằng sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin gì vì đây là chuyện riêng tư của hai vợ chồng. Riêng bà xã anh lại đăng ảnh chụp một mình cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: sau cơn mưa trời lại sáng, hẹn gặp lại các thành yêu ngày mai nhé. Xóa hết ảnh tình tứ, người thì không lên tiếng về mối quan hệ hiện tại, dù trước đây luôn sẵn sàng nói về nhau trước truyền thông. Người thì đăng ảnh ngụ ý chờ đón tương lai. Việc này không khỏi khiến người ta bàn tán. Tại các diễn đàn mạng nói về cặp đôi, mọi người dường như đã chắc nịch về thông tin cả hai đường ai nấy đi, chỉ chờ một thông báo chính thức. Yêu nhau làm rầm rộ khắp cõi mạng, nghi vấn rạn nứt cũng đủ sức gây chấn động, khiến dân tình đứng ngồi không yên, thì quả thật sức ảnh hưởng của hai người đến giới trẻ không nhỏ. Tuy nhiên, nếu như chính chủ vẫn chưa trực tiếp lên tiếng nói về chuyện này, thì mọi người cũng cần cẩn trọng lời nói, tránh làm tổn thương người khác.